Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Kính thưa quý vị, hôm nay trong chương trình của chúng tôi đặc biệt giới thiệu đến quý vị một vài sự kiện liên quan đến những sự kiện chính trị nổi bật nhất tại thành phố Westminster. Kính thưa quý vị, chắc quý vị đã biết từ lâu thành phố Westminster là một trong những thành phố có thể nói là tiêu biểu cho những người Việt đến định cư tại Hoa Kỳ sau năm 1975. Những biến cố dồn dập đến với thành phố Westminster là một sự kiện bất hủ chưa bao giờ thấy trong lịch sử của Hoa Kỳ. Đó là một thành phố đầu tiên 5 người ở trong thành phố, tất cả vị dân cử được dân, tất cả cử tri bầu lên và đều được bị recall. Và hôm nay thì chúng tôi giới thiệu, chúng tôi có tiến sĩ Phạm Kim Long, một trong những cựu dân cử ở tại vùng Orange County. Bên cạnh đó thì chúng tôi có cô Thúy Võ, là một trong những người sinh hoạt trong hội Bình Định, và cô cũng là một công nhân làm việc cho một hãng và chúng tôi tạm giấu tên ở đây, và cô có một cái đời sống có thể nói rất là bình thường như tất cả những người phụ nữ khác ở trong khu vực của Orange County. Và đặc biệt chúng tôi có người khách của chúng tôi là Mr. David Johnson, một trong những thành viên của Westminster Unite. Xin được hân hạnh gửi lời chào đến quý vị cùng với chương trình chúng tôi hôm nay. We very welcome you coming to our show today. Thank you very much. Thank you. So, anh chắc có lại phải nhờ tiến sĩ đưa lên những cái lời này đến cho ông David Johnson, vì chúng tôi muốn dành thời giờ để cho khán giả chúng tôi hiểu rất được rõ ràng. Trong thời gian gần đây, chúng tôi đã nghe nói rằng thành phố Westminster có một cuộc recall với tất cả các 5 thành viên trong hội đồng thành phố. Điều đó, thưa tiến sĩ, có đúng hay không? Cái điều đó là điều đúng. Tuy nhiên, cái việc mà recall đó, có 3 người recall trước và 2 người recall sau đó khoảng chừng 2 tuần lễ. Vâng. Thế thì thưa tiến sĩ, có thể chúng tôi biết rằng ông David Johnson là một trong những thành của một cái tổ chức có tên là Westminster Unite. Họ đã có những cái sự gắn liền với cái cuộc recall này. Tiến sĩ có thể hỏi ông rằng đến bây giờ thì cái tiến trình recall này như thế nào? David, can you share with our viewer what's the process, what's the status of the recall right now? Well, the status is going very well. It has been approved by the officials for the election, and we have started circulating the petition around the city, and we have approximately 2,000 signatures in less than 2 weeks. So it's actually going very well. Dạ vâng, thưa quý vị, theo như là ông David Johnson thì cái petition đã được chấp thuận, và chúng tôi đã xin được, cả nhóm đã xin được khoảng 2,000 chữ ký cho đến ngày hôm nay. Mọi việc, mọi diễn tiến rất là tiện lợi. Thưa ông, chúng tôi vừa nghe ông nói là very well. What does mean very well? Vâng, very well là hiện nay đó, ngoài cái Westminster United là một cái nhóm supporting group, mình có một vài những nhóm khác bên cộng đồng của mình và bên phía cộng đồng Mễ cũng có. Tại vì có khi mà cái petition được approve rồi đó, thì coi như là tất cả mọi người đều có quyền, cái việc mà recall là một trong những cái tiến trình bầu cử, do đó tất cả mọi người đều có quyền họ chống đối hoặc là họ ủng hộ. Chúng tôi muốn nói đến cái tiến trình đầu tiên là liệu như thế nào để trở thành một cái recall và một cái gọi là chính thức được chấp thuận của nhân dân thành phố. Thì ông vừa rồi, ông David Johnson nói là very well. Thì ông cho tôi biết very well đó như thế nào, được bao nhiêu chữ ký, và ông dự trù bao lâu nữa thì mới có được cái chữ ký như vậy, thưa tiến sĩ? Vâng, thưa anh Trọng, trên nguyên tắc thì chúng tôi phải xin được 8,700 mấy chục chữ 36 chữ ký. 36 chữ ký trong vòng 120 ngày, mà đến hôm nay đã là 2 tuần. Vâng. Thì trong 2 tuần lễ, nếu mà mình thu được 2,000 chữ ký thì cái việc đó rất là nhanh, rất là chóng. Ông, thưa tiến sĩ, có thể chia sẻ với ông David Johnson thì trong cái tiến trình còn lại gần trên 6,000 chữ ký thì ông sẽ dự trù sẽ làm như thế nào? The remaining of signature we have over 6,000. How are we going to do that? Well, we have until December 6th. If we could get over 2,000 in just less than 2 weeks. Every 2 weeks? It's not going to be a problem, is it? So, but we do need to address, in my opinion, is voter intimidation. There's some fears, mostly in our Vietnamese community, of retribution. And I need to assure you that if you were to sign the petition, that the opposition does not get to see your name and address. Vâng, thưa quý vị, ông David Johnson nói là trong cái việc mà xin chữ ký đó, hiện nay ở bên cộng đồng mình đang có một vài những cái trở ngại, là vì có rất nhiều người bên phía mà bị recall, những cái người dân cử, đặc biệt chúng tôi nói rõ ra là có ông Andrew Đỗ,
ông Tạ Đức Chí, ông Nguyễn Quốc Lân, một số người đã lên những chương trình radio. Thưa tiến sĩ, chúng tôi chỉ nói đến những cái người đến hôm nay, chúng tôi không đề cập đến một nhân vật ngoài, chúng tôi chỉ nói đến tiến trình recall đây như thế nào cái thôi. Cái tiến trình, cái tiến trình thì hiện nay đó cử tri của Việt Nam của mình bị hăm dọa rất là nhiều. Có những cái robocall và có những cái chương trình trên radio TV đã hăm dọa cử tri là nếu mà quý vị ký tên vào quý vị sẽ bị hình gì đó. Do đó cử tri mình thì họ không có hiểu luật, họ nghe nói nhiều người họ sợ. Vâng, nhưng mà với mặc dù với có tất cả những cái hăm dọa như vậy, chúng tôi trong 2 tuần đầu vẫn thu được 2.000 chữ ký. Đó là một tiến trình mà có lẽ vì vậy mà ông David Johnson ông gọi là very good. Thưa tiến sĩ có thể chuyển lời đến ông David Johnson, cái hăm dọa đó có nghĩa là như thế nào? Hăm dọa đó legal or illegal? When all of those voter intimidation, is that legal or illegal? Well, that's for the judge to determine, but my personal opinion is it's illegal because it is against the law to intimidate voters. When someone says, which unfortunately Andrew Doe did say, that do not sign this to protect your rights, he's insinuating that you will lose a right if you sign it. There's no such thing. Your rights are protected. In my personal opinion, that's voter intimidation. Vâng, thưa quý vị, ông David Johnson ông nói là cái việc mà legal không là tùy thuộc nơi quan tòa. Nhưng mà theo như cái sự suy nghĩ của ông thì cái đó là không có hợp pháp. Là vì ví dụ khi mà một người dân cử mà đứng ra mà nói rằng quý vị ký vào cái petition đó thì quý vị mất cái quyền lợi của quý vị. Quyền lợi là thế nào? Quyền lợi của ai? Quyền lợi mỗi người một khác nhau. Không thể nào mà mình nói tất cả mọi người cùng mất quyền lợi khi mà họ ký vào cái đó. Bởi vậy những cái lời nói đó là những lời mà hăm dọa cử tri. Thế thì với tư cách là một người vận động để cho cái cuộc recall này nó trở thành kết quả đúng như cái tổ chức là Western Unite, thì ông thấy những cái lời hăm dọa mà những cái phiếu đối nghịch mà ông gọi bây giờ là illegal, bất hợp pháp, thì ông có những cái biện pháp như thế nào thưa tiến sĩ? So with all the voter intimidation, what is your plan in countering it? We don't play dirty. We're not going to play politics like that. We only take the high road. See, we want to fight the unethical behaviors in city council. We're not going to do that by being unethical ourselves. It's very important to note that when two other articles came out in a newspaper and said that we started the circulation too early, that's illegal, you need to report it, that never happened. They don't have one piece of evidence of that. We will always take the high road, and we will be servant leaders that care and don't tell these types of lies. Vâng, thưa quý vị, với tất cả những cái lời hăm dọa đó, chúng tôi vẫn làm việc một cách hợp pháp. Chúng tôi nghĩ là mặc dù bên phía bên đối thủ họ làm những cái chuyện bất hợp pháp, nhưng mà không phải mình bắt chước. Chúng tôi hoàn toàn làm những việc hợp pháp, giữ cho nó trong sạch như vậy, trong trắng như vậy, để cho cử tri yên chí. Vì khi mà chúng tôi đưa ra những cái cuộc xin bãi nhiệm vì lý do là có nhiều những cái chuyện bất hợp pháp xảy ra, mà mình cũng làm những cái bất hợp pháp để mình recall họ, thì cái điều đó nó không hợp lý. Cái điều mà một cái thí dụ là khi mà mới đầu quý vị nghe nói phía bên kia họ tố cáo là chúng tôi đi collect chữ ký một cách bất hợp pháp, trong khi đó cái thời gian đó chúng tôi chưa collect chữ ký, thì những cái lời đó là những lời tố cáo một cách vu vơ. Vâng. Thưa cô, hôm nay cô đến cùng với chương trình của chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Cô bước đầu tiên cô có thể giới thiệu một vài về nét về cô trong cái chương trình hôm nay thưa cô. Dạ. Trước hết tôi xin chào anh Đoàn Trọng và quý đài, chào David Johnson và chào anh tiến sĩ Lâm Phạm và chào tất cả các thính giả đang nghe đài. Tôi tên là Thùy Võ, tôi là người Quy Nhơn, Bình Định. Tôi làm cho một cái hãng aerospace cũng rất là có tiếng. Thì cuộc đời của tôi thì tôi đã bỏ cả tánh mạng, coi như là hầu gần như bỏ cả tánh mạng để đi tìm một cái tự do dân chủ. Và hôm nay tôi tới đây là vì tôi có những cái lo lắng trong tương lai, cái cộng đồng và cái thành phố Westminster sẽ không có một cái tự do vì một số đông của dân cử dùng những phương pháp tương tự giống như là ở Việt Nam, nên thành tôi phải bỏ nước ra đi, và tôi hy vọng là những điều này phải chấm dứt.
Kính thưa quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và đặc biệt hôm nay chúng tôi muốn nói lên tiếng nói của ông David Johnson, một trong những thành viên của Western Unite. Ông nói đến với tất cả những cái tiến trình của cuộc recall. Tiến sĩ Phạm Kim Long, một trong những người chắc là chúng tôi có thể nói là ông ủng hộ cuộc recall này, phải không thưa ông? Dạ, vâng. Vâng, và cô Thúy Võ là một trong những người công nhân làm việc cho một hãng không gian ở đây, về hàng không ở đây, thì cô cũng nói lên cái vai trò của những người phụ nữ trong cái xã hội mà cộng đồng người Việt chúng ta đóng một cái phần quan trọng. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong một giây lát.